Chào các bạn, mà các bạn nghe tiếp cuốn sách Dũng cảm đối mặt với khó khăn trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 19, tấm gương về sự quật cường chiến đấu với số phận. Beethoven là một nhà thơ soạn nhạc vĩ đại người Đức. Cuộc đời ông gặp rất nhiều trắc trở, nhưng ông dám dũng cảm chiến đấu với số phận. Được người đời sau mệnh danh là nhân vật truyền kỳ của châu Âu. Từ nhỏ, Beethoven đã rất thích học âm nhạc. Ông có lăng khiếu bẩm sinh về âm nhạc, hơn nữa lại còn rất chịu khó rèn luyện. Ông được cha dạy nhạc cho và tiến bộ rất nhanh đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Năm 1792, Beethoven chuyển sang áo sinh sớm ở đó ông vừa dạy nhạc vừa tham gia biểu diễn lại vừa sáng tác âm nhạc khi ấy ông đã tạo ra được chút tiếng tăm ở nơi mình sinh sống đúng lúc tài năng của ven đang lở rộ và gặt hái được nhiều thành công nhất định trên con đường âm nhạc của mình thì tai họa lại bất ngờ ập đến với ông thính lực của ông càng ngày càng kém mười mấy năm sau hầu như ông không nghe thấy gì nữa hai tai bị điếc hoàn toàn điều này quả thật quá tàn khốc đối với một nhà soạn nhạc đối diện với nghịch cảnh chớ treo này hết sức tuyệt vọng ông đã nghĩ đến việc tự sát nhưng khi bình tâm suy nghĩ lại ông nhớ đến sự yêu mến của học sinh dành cho mình nhớ đến tình yêu lòng nhiệt của nhân dân dành cho âm nhạc nhớ đến việc âm nhạc đã làm cho tinh thần con người trở lên phấn chấn hơn ông đã lấy lại được tinh thần mặc dù hai tai đều bị điếc nhưng ông đã quyết tâm khắc phục khó khăn này để tiếp tục sáng tác nhạc. Song song với việc nghiên cứu các thành quả âm nhạc của những bậc tiền bối như Haydn và Mozart, Beethoven đồng thời cũng tiếp thu những tư liệu âm nhạc trong thời kỳ đại cách mạng Pháp để sáng tạo ra những bản nhạc theo phong cách lãng mạn mới. Những bản nhạc của ông đã có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của âm nhạc thế giới. Mùa xuân năm 1804, với nghị lực quật cường của mình, Beethoven đã hoàn thành bản giao hưởng số 3, mặc dù việc mất đi khả năng thính giác đã đem đến vô vàn khó khăn cho bi thơ ven trong việc sáng tác nhạc nhưng ông lại có thể dùng tâm hồn để cảm thụ âm nhạc ông ngồi cạnh bên cây đàn cả ngày dài vừa chơi đàn vừa ghi chép lại những giai điệu chợt lóe lên trong đầu bi thơ ven dùng chính những trải nghiệm của bản thân và cả những cảm nhận về cuộc sống để viết lên những nốt nhạc bất hủ ngay cả khi bị mất đi khả năng thính giác bi thơ ven cũng không quên việc chiến đấu với số phận để sáng tác ra bản nhạc vĩ đại nhất đời mình mang tên bản giao hưởng định mệnh qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành khi số mệnh trêu đùa chúng ta chúng ta nhất định không được khuất phục hãy bóp chặt cổ họng của số phận. Hãy để chính mình quyết định số phận của mình. Chỉ cần chúng ta có đủ dũng khí và quyết tâm thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn. Khó khăn không thể khiến chúng ta bị khuất phục. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy không ngừng cố gắng lỗ lực. Để thực hiện ước mơ của mình, nhất định có ngày bạn sẽ thành công. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.